ngồi talk nói chuyện với cả các bạn này là tôi phải nghiên cứu các bạn. Yes, tôi nghiên cứu từ các tiếng âm nhạc, đặc điểm trong giọng hát, vị trí âm thanh là ở đâu. Nói chung là đời tư có những cái gì, yeah. Soi mói ra hết. Vậy là cái đội ngũ đó là đi điều tra đó chị hả? Ai đi sau Lưu Phước Tịnh? Dạ, à, Lưu Phước Tịnh Sư. Không, cái này là tại vì bà Tranh là bạn nối phố, nhưng mà dạo này không có thân lắm. Trả lời. Chính vì không có thân nên bị đứng sau lưng mà ép vô trong lưng đứng thẳng vậy đó. Đó là thân là nó khác rồi đúng không? Ngày xưa thân thân một thời gian không thân, ta phải lưu đằng sau, bây giờ phải thân lại. Hỏi biết sao? Cái này là lỗi vì dài không phải mình. Vì dài đâu? Chả hảo? Vâng chị Thanh đã nói. Chả hảo? Tiếp ạ. Rồi, ok. Đùa chứ, tại vì dạo này chị Tranh là chị xinh đẹp, nổi trội và rất là rực rỡ. Mà người ta nói là kém biếng thì khó chịu. Mình rất căng thẳng với Tranh cho nên là dạy không được thân nha cho lắm. Bây giờ nó xấu cũng gì hết. Ok, rồi. Đoan Quỳnh, xin mời Đoan Quỳnh và Đinh Nhâu Hoa. Và bạn Huyền Trung, đây là nhóm tạo nên kịch bản của Nguyễn Thu Bình, cùng nghiên cứu tính cách nhân vật và tạo nên những kịch bản trong những cái cuộc chắc chắn của chúng tôi để sau đó mình sống chậm lại, mình thấy ở mình có cái gì được, có cái gì chưa được trong cái cá nhân của mình, trong cái sự nghiệp của mình và trong cái công việc thì nó ra nhiều thứ. Xong rồi tự nhiên nảy ra một cái và cảm thấy có những cái nuối tiếc, cái nuối tiếc và cái nuối tiếc đầu tiên đó chính là sao trong Covid mình thấy có nhiều cái người bạn mình sẽ không còn cơ hội gặp lại họ nữa, cho nên là mình cảm thấy tiếc là tại sao mình lại không gần gũi, không cười nhiều hơn. Mặc dù mình đã nói rất nhiều nhưng mà mình cười ít quá và mình hơi bị có một cái sự cô lập. Thì chính vì thế mình muốn khi mình quay trở về với những ước là Covid mà hết á, mình muốn gặp tất cả mọi người, mình muốn ôm tất cả mọi người, mình muốn cười với tất cả mọi người và mình muốn làm việc chung là nhiều người hơn thay vì chỉ một bà mình thôi. Và mình cảm thấy rằng là trong kinh nghiệm của mình sau suốt bao nhiêu năm đã á, mình có rất nhiều thứ để muốn chia sẻ cùng với các bạn trẻ. Cho nên là cái music cái idea đầu tiên đó là đời của mình. Dạ vâng. Rồi còn nhiều band ở trên nữa thì không biết là mình có thể giới thiệu với mọi người tại sao lại là 15 con người này đầu tiên trong cái giải playlist của chị. Điều đầu tiên á, thứ nhất là khi mà mình ngỏ lời đi mời á là các bạn nhận lời ngay. Đây là cái sự may mắn và hãnh diện của mình rất là lớn trong sự nghiệp ca hát của mình. Mình tự hào về điều này. Giờ mình mới thấy rằng là vào sao mình được yêu mến như vậy. Chính vì như thế mà đây cũng là cái món quà mới được nhân vật đến với chương trình của mình, những cái bài hát của mình dành cho họ. Mình cũng muốn là họ sẽ thật vui và họ cảm thấy thoải mái. Nhưng cái điều đầu tiên á, những nhân vật này á, nếu mà các bạn nhìn vào thì cái đặc điểm chung của họ đó là sao? Tất cả mọi người ai cũng có tính mạnh hết và ai cũng đều có một cái signature, một cái đặc trưng rất là riêng và một cái câu chuyện rất riêng của họ trong sự nghiệp ca hát cũng như là trong giọng hát của mình. Dạ vâng, và để xem họ cá tính như thế nào, chúng tôi cũng có một đoạn video clip để chuẩn bị hình ảnh này cho tất cả mọi người. Và thấy sự choáng ngợp bởi vì quá nhiều các nghệ sĩ nổi tiếng để đến với mình. Vì đó chúng ta rằng cái tên của mình chưa bao giờ là thiết thay và hy vọng rằng cái dự án này chị sẽ là tốt nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.